Em được không? Chẳng lẽ em đẹp vậy mà bị câm bị điếc hả? Tiếc quá. Đúng là tiếc thiệt. Mẹ mày, mày nghĩ mày là ai? Mày dám hóng hách ở đây hả? Thả tôi ra. Sao hả cô em? Tao không thả mày ra đó. Mày làm gì được tao? Mày chưa biết tao là ai hả mày? Thả tôi ra. Đi mày. Đi. Đi mày. Đi. Buông tay ra. Tôi nói anh buông tay cô ấy ra. Mãi cho mày. Là có người đẹp mới đưa lên tiếng đó. Chứ không là tôi đời mày đâu nghe mày nha. Lần sau bỏ cái thói coi thường người khác đi nghe mày. Mày liệu hồn đó. Cô về nhà đi. Ở đây không phù hợp với cô đâu. Về đi. Oh,